Em cũng khó khá duyên với những bạn tên Trang. Vậy là bạn gái cũ tên Trang luôn hả? Không, no. Chào anh. Có đúng như mong đợi của anh không anh? Hơn cả mong đợi em ạ. Thưa quý vị, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa thì chúng ta cũng được gặp gỡ hai cặp đôi và họ đến đây để tìm một nửa yêu thương của mình. Và nếu như may mắn chúng ta tìm được một người bạn rồi có thể tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng nếu như mà không may mắn duyên chưa tới thì chúng ta cũng đừng buồn, bởi vì chúng ta vẫn còn một cái cơ hội nữa. Chương trình sẽ cho chúng ta một cái voucher để tham gia được chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Và ngay bây giờ thì quý vị nhìn thấy đó, cô gái đã ngồi sẵn chờ đợi. Và bây giờ Tường sẽ mời chàng trai của cặp đôi đầu tiên bước vào bên trong này quý vị nhé. Xin chờ các Tường chút xíu thôi. Vô đây. Rồi, ngồi xuống đây. Rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện. Rồi. Em gái giới thiệu trước đi nè. Em chào chị Cát Tường, em chào bạn cùng bàn. Em tên là Trang, 27 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhãn hàng tại công ty Sài Gòn Food. Em đang bán cháo tươi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Phương, em quê ở Nghệ An, em 29 tuổi. Hiện nay em đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. Em học đại học ở Hà Nội, xong vào đây làm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, đúng khá rồi. Là hài hước. Bây giờ thấy rất là tươi luôn. Còn điểm yếu của em có lẽ là kỹ tính quá, sạch sẽ. Trong công việc cũng như trong các mối quan hệ em cũng khá là kỹ. Nói chung là kỹ tính thì cũng tốt. Có những cái mình cũng phải du di. Chứ nếu như mình kỹ quá thì người xung quanh sẽ cảm thấy hơi khó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống có trách nhiệm, em sống có tâm. Và em nghĩ là em sống rất là tình cảm, yêu gia đình. Điểm yếu thì em rất là giống bạn, là em cũng rất là hơi cầu toàn, hơi kỹ tính. Hai người này ở chung với nhau rồi ai chịu nổi đây, kỹ quá. Được cái là em có ưu điểm là em rất là hay lăn xả. Và em cũng thích nấu ăn, nhưng mà em không nghĩ là em không biết là người khác có thích món anh em nấu hay không. Là mỗi người một khẩu vị, ăn được là được rồi. Về tình trường thì sao nè? Em có hai mối tình ạ. Tình đầu thì ngày xưa lúc học đại học, lúc vào đây em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay khá là lâu rồi. Lý do tại sao chia tay em nhớ không? Bạn nữ trẻ con quá. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em 6-7 tuổi ạ. Thế bây giờ bên đây nhỏ hơn 2 tuổi em thấy hợp lý. Nhỏ hơn 2 tuổi đúng không? Dạ em 27. 27, 2 tuổi được chưa? Dạ ok ạ. Ok phải không? Dạ. Còn em, tình trường mình như thế nào? Dạ tình trường của em thì em phải là ít ỏi lắm chị. Là em có một mối tình học trò năm lớp 11. Và từ đó đến giờ thì em hầu như em tập trung vào học hành và sự nghiệp á. Nên thành ra là em cũng có ít có hẹn hò. Kiểu vậy là chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy ngày hôm nay em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Muốn một người là bạn nhìn rất là dễ mến, bạn cười lên có vẻ là rất là sáng sủa. Và còn về tính cách thì em hy vọng là bạn sẽ sống có bản lĩnh, có đam mê, sống rất là tình cảm là được ạ. Cái điều gì em không thích ở một người bạn trai? Bạn ấy sống không có trách nhiệm với gia đình hoặc là với bạn bè, với những người xung quanh. Thì cái đó là em không có mến một bạn như vậy. Trước hết là em chia sẻ là bản thân của em, em cũng khó khá duyên với những bạn tên Trang. Vậy là bạn gái cũ tên Trang luôn hả? Không, no. Quen rất là nhiều người tên Trang thôi. Em rất thích bạn nữ nói câu từ trách nhiệm. Bởi vì em cũng rất là thích cái từ đó. Em thì luôn tâm niệm là có trách nhiệm với gia đình bạn nữ, yêu thương gia đình bạn nữ. Thì gia đình vợ của mình, tất nhiên là bạn nữ cũng vợ của em cũng sẽ yêu thương trách nhiệm với gia đình nhà em thôi. Tốt, trước mắt là cũng có một cái điểm tương đồng. Dạ, chung. Điều nào em không thích ở người bạn gái? Trẻ con. Nhưng mà chắc bạn nữ nói vậy thì không trẻ con đâu. Một chút xíu nữa, nhưng khi mà Tường kéo cái cửa ra tim này ra, hai bạn sẽ có thời gian trò chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu hơn. Rồi hôm nay cái này là cái gì đây? Đây là em có chuẩn bị mấy tấm hình giới thiệu với bạn nữ, gia đình của em. Gia đình em thì có 4 người. Dạ em cũng có mang tới những tấm hình là bạn bè và đồng nghiệp cũng như là gia đình em. Này giờ cho chàng trai đoán thử có biết em là ai không ha? Dạ. Được không? Tấm này phải không? Dạ. Giờ đoán ra kiếm ra em phải không? Để chị kiếm trước ra không đó nha. Chắc xác suất chắc sai. Đoán đi em. Bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào, em đoán thử đi. Tất cả các bạn đều xinh. Con gái Gia Lai thì thường sẽ là rất là trắng. Nhưng mà đây hình này hình ai cũng trắng. Ai cũng trắng cả. Như em đi em.
chọn thì em chọn ai? Sai rồi làm chị ơi. Thôi giờ em chọn mình chị coi thôi, chị hứa không cho mình chị coi đâu. Rồi đây đây đây, chọn vô để em mốt về bên Mỹ phát chương trình bên kia coi gu của em ấy. Cho em muốn hỏi là bạn em chọn một bạn mà trong đó là gầy hoặc là hay là hơi mập mập tròn tròn dễ thương à? Ôi một chút xíu nữa rồi mình em mốt về đó xem chương trình rồi mới biết được, chứ bây giờ khó nói lắm. Rất may mắn là bạn ấy không có chọn cô dâu. Và bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Hãy nhìn đi xem lựa chọn của em có đúng hay không. Còn bạn nữ thì hãy về xem lại tập này. Tan. Chào anh. Có đúng như mong đợi của anh không anh? Hơn cả mong đợi em ạ. Rồi hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Chào em. Dạ hello anh. Dạ, anh là Phương. Dạ. Hiện tại em ở đâu? Còn đang ở quận 8, còn anh đang ở đâu ạ? Anh ở Thủ Đức. Vậy là hơi xa đó anh. Xa vì ngại ngăn sông cách núi chứ không ngại vì lòng người ngại núi ngăn sông. Em nghĩ cái tầm một tiếng cũng gọi là cũng ngăn dữ lắm á anh. Dạ. Gia Lai là thường là người ta sẽ gốc ở đâu đến đúng không? Em là gốc ở miền Bắc, Hải Dương. Hiểu lò quá, mới kéo ra là coi như không có bà Mai này ngồi chính giữa luôn rồi. Bây giờ nè, cảm nhận đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Nói thật, cảm xúc đầu tiên là chưa tâm sự. Thực ra thì em cũng bất ngờ. Em chỉ nghĩ giống như là một bạn sẽ hơi mộc mộc tròn tròn hơn anh. Ý là tròn hơn anh một chút. Tại vì cái gu của em nó sẽ là hơi tròn tròn, kiểu dễ thương á. Vậy thì về chắc ăn cơm của em nấu thì sẽ tròn hơn á. Em không nghĩ là anh có thể ăn được cơm em nấu. Ăn cơm của em nấu là khi nào mình bấm nút hẹn hò mình mới có cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có thể ăn cơm tại nhà hàng này. Yeah. Nhà hàng Coco Echibania. Bây giờ chị Tường sẽ đưa thực đơn cho hai bạn chọn món rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Yeah. Rồi, mời hai bạn chọn món ăn đi. Em thích món gì? Dạ em thích đồ chay một xíu, em thích cà ri, cà tím, rau củ bỏ xôi. Còn anh thì sao ạ? Anh thì thích ăn hải sản, em chọn cà ri tôm chiên. Rồi chị sẽ gọi giùm cho hai bạn. Rồi trong ít phút nữa sẽ có đồ ăn ngay. Và giờ không biết cái bó hoa để trước mặt mình để làm gì ta. Chắc tặng chị Tường quá. Thấy người tình trong mộng bất ngờ quên tặng luôn. Em à? Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ đúng hoa em thích luôn. Phải không? Phải không? Sống là có tính cách một xíu chị. Hướng về bầu trời vậy đó. Rồi. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Thì em hy vọng là anh sẽ đừng bao giờ đi ăn một mình. Anh với lại gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người trong mộng của anh ha. Cảm ơn em. Đi ăn với em. Anh đừng bao giờ đi một mình, anh hãy đi ăn với em. Ước mơ nhỏ bé của anh thôi là anh thích có một ngôi nhà nhỏ ở trên Tây Nguyên ấy. Dạ. Trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng sáng sớm làm một ly cà phê. Khoan có nghe anh dịu ngọt mà ngã siêu nha. Dạ, dạ. Kỹ tính rồi rất là khó đó, em phải hỏi thử coi. Là anh có gia trưởng không ha? Thực ra thì theo anh ấy, người đàn ông phải cần có một cái sự quyết đoán. Quyết đoán quá thì theo anh là gia trưởng. Quyết đoán nhưng mà mình có hỏi ý kiến của vợ mình, của gia đình, của người khác thì anh nghĩ là gọi là quyết đoán thôi, không gọi là gia trưởng. Gật gật liền nha. Tự tìm hiểu nha, mốt đừng đổ thừa chị Cát Tường nha. Mình có làm dâu không em? Thực ra thì em vào đây 6 năm, em cũng có một căn hộ nhỏ ở trong này rồi. Tại đó là một mình, thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi. Với anh thì phụ nữ là để yêu thương. Dạ. Phụ nữ cứ toàn quyền quyết định. Phụ nữ phụ nữ toàn quyền quyết định nhưng mình phải chủ động chứ. Con cái thì như thế nào? Anh tuy là con đầu nhưng mà may mắn là có hai anh em trai. Nên là anh thì anh rất là thích con gái. Nên là anh bảo mẹ anh là thôi sau này mà cứ con đẻ con gái không thôi. Còn đích tôn thì có em, thằng em trai lo. Trời ơi, chú thằng em trai nó cũng đẻ con gái luôn rồi sao? Con gái lại càng có giá nữa. Rồi thế kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thứ nhất là anh sẽ không bao giờ để người vợ ở nhà đâu. Anh sẽ để người vợ đi làm. Dạ. Chỉ đủ tiền son phấn thôi cũng được nữa. Dạ. Đấy, đi làm với vui vẻ con người sẽ nhanh nhẹn ra. Tiền nong thì anh sẽ không bao giờ giữ. Nhưng mà anh nghĩ sao nếu mà bạn nữ đó bạn rất là thích kiểu đi du lịch nhiều hoặc đi công tác nhiều hoặc là có một chút xíu gì đó là ăn chơi thì anh nghĩ sao anh? Chưa gì nghe tao ăn trời rồi hả? Là cũng rất là thích tìm hiểu giống như là ăn uống tại nhiều tỉnh khác nhau hoặc là chúng ta đi chơi là đi rất là nhiều tỉnh hoặc đi rất là nhiều nước thì anh nghĩ sao về một bạn nữ như vậy? Cái đó gọi là du lịch, ai mà gọi là đi ăn chơi trời. Em thấy là nó giống như là ăn chơi chứ nó sẽ không giống là nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch.
ăn thì anh cũng thích ăn, chơi anh cũng thích chơi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, đều có giới hạn của nó là được. Em thích ăn chơi, anh cũng thích ăn chơi, miễn em đi ăn chơi chung với anh là được rồi. Với lại cái thứ hai đó là ăn chơi thì ai không thích, nhưng mà phải tùy theo cái hầu bao trong túi nữa chứ, đúng không em? Dạ. Rồi có dư giả mới đi du lịch, mới đi ăn uống với ai không thích vậy. À, giống như bây giờ nè, đói bụng rồi nè, ăn ở nhà hàng tài trợ nè, mời lên món ăn. Thanh đạm ha, rất là ngon. Mời hai bạn chúng ta hãy thưởng thức thử món cà ri Nhật Bản này ha. Đây là một món ăn rất là phổ biến, rất là nhiều người yêu thích, thêm nhất ở bên Nhật Bản luôn á. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau, một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại để cho hai bạn được tự do thoải mái tâm sự nha. Rồi chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Mời em. Cà ri không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ đâu, đúng không? Cà ri còn nổi tiếng ở Nhật nữa. Quán này là quán Nhật thì nó là rất là nổi tiếng, mà lần đầu tiên nó mở một nhà hàng ở Việt Nam. Em ăn thấy sao? Em thấy cũng hợp. Nói chung là thường thì món cà ri thì hơi khó ăn, nhưng mình thấy là cái này nó khá là dễ ăn. Thì nằm trong năm nay anh đã đi du lịch nước nào chưa anh, hoặc là đi du lịch tỉnh nào chưa ạ? Nơi anh thích nhất là Đà Lạt. Là giống em á, em cũng thích Đà Lạt. Anh thích Đà Lạt vì sao anh? Vì nó yên bình, không khí thì quá tuyệt vời. Anh thích rừng hơn là biển. Nên là em ở Gia Lai nữa thì em ở Gia Lai mà đâu? Em ở Gia Lai là em khúc, anh biết khúc biển Hồ không? Nó biển sẽ Hồ cách à? Dạ đúng rồi, nó sẽ cách biển Hồ khoảng đâu đó là 20 cây. Định hướng nghề nghiệp của anh thì sao anh nhỉ? Anh vừa học xong thạc sĩ kinh tế. Trước đây của anh, công việc của anh đơn thuần là làm kỹ thuật thôi, làm sản xuất trong nhà máy. Dạ. Ra kinh doanh, anh muốn nhảy sang một lĩnh vực mới và thử thách bản thân. Là khi nào anh sẽ mở công ty riêng anh hả? Mở thì chắc là chưa, bởi vì là trước hết mình phải học đã. Hiện nay em ở với ai? Hiện nay là em ở với em gái của em. Thì em cũng có ngôi nhà nhỏ nhỏ trong hẻm ở Sài Gòn. Mơ ước lớn nhất của em là gì? Chị ước là có một cái ngôi nhà nhỏ, giống như là chăm cây cối, không đến mức độ là gọi là nuôi gà hoặc là trồng rau. Nhưng mà thích giống như là cái nhà của mình đó, có rất là nhiều vườn hoa đó, và có một cái cổng là hoa luôn. Thì em rất là thích như vậy. Tương lai của em á, em cũng không muốn là ở Sài Gòn, em cũng muốn là trở về Gia Lai như vậy á. Thì em không biết là sau này anh có thích như vậy không. Trời ơi, ăn chưa đi. Ăn đi, ăn rồi mới. Anh cũng thích hoa lắm. Dạ. Anh đi cũng nhiều nên là tôi ngồi đây tôi cũng giống như người vô hình luôn. Tại hai bạn này trò chuyện không cần có MC dẫn dắt, có nghĩa giống như đâu là hợp nhau từ thỏi kiếp nào vậy đó. Được rồi, nói nhiều quá, bây giờ tôi sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ. Trên tay chị Tường là một cái sắp bài của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Trong này là có những cái yêu cầu, chúng ta mỗi bạn sẽ bốc một lá. Rồi có yêu cầu gì trong này thì các bạn sẽ làm ha. Hành động em. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Em thích hát thôi chứ em hát không có hay. Rồi, xin mời bạn. Đã có lúc em mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa. Em chỉ tặng một câu vậy thôi. Trời ơi, thôi trả bài cho tôi. Hát gì có chút xíu à, sao thấy giọng như thế nào? Cũng khá là ngọt ngào đấy. Dạ. Em giờ chỉ cái gì mà em không ngọt. Hát đi. Trả lời thật bất kỳ một câu hỏi từ đối phương. Cái này hay á. Suy nghĩ cho kỹ nha, chỉ có một ước muốn thôi. Một câu chỉ hỏi, một câu cơ nha. Hội, một câu duy nhất. Câu nào mà đắt giá nhất? Cái cảm xúc của anh khi gặp em lần đầu tiên. Giống như anh nói không, thì không nói cái câu mà ngoài mong đợi. Mà em cũng giống như là đây là thật lòng mà đúng không? Nói thật lòng ngoài, đi. Ngoài mong đợi chứ chắc là thật lòng, ngoài mong đợi có thể nha. Là nó chưa có ổn bằng kiểu vậy đó. Ấn tượng. Ấn tượng. Rồi game show cũng được rồi ha, cũng lắng nghe được nhau, trò chuyện nhau khá nhiều rồi. Chị Tường nghĩ là hai bạn hãy nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận, chúng ta suy nghĩ lại, suy gẫm lại về cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ để xem động lại trong tay những gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Bấm nút là hẹn hò. 1 2 3 Rồi mời hai bạn đứng ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái thủ tục. Xin mời hai bạn. Mần đi, không cần nhắc nhở. Lớn hết rồi. Ta nắm tay trước đã.
sao, cảm thấy như thế nào? Dạ quá là run luôn. Và hy vọng những cái cảm xúc đầu tiên này nó sẽ là những cái tín hiệu tốt để khởi đầu cho một tình yêu đẹp giữa hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Em cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, dạ. Đúng rồi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Còn một cặp đôi nữa, chúng ta hãy chờ nhé.